Hello tất cả con vợ nha. Thì hôm nay tôi lên cái video này, tôi muốn chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm bắt cầu cán và con tài xỉu ở Đài Nam anh em này. Thì lần trước ấy, tôi lên video thì đã rất được nhiều anh em yêu thích, đã comment khá là nhiều, và để tôi hướng dẫn lại cho anh em cái cách bắt con kèo là MD5 tài xỉu. Ok thì chơi thôi anh em. Thì tài chính hôm nay có 65 củ em nhé. Tài chính hôm nay có 65 củ. Vâng, cũng khá khá đúng không? Cũng khá giả đúng không? Khá giả đang phần đầu đúng không? Đánh làm con SH anh em nhỉ, làm con SH đi đúng không? Đi Way Vision thì tôi mấy con rồi chán lắm rồi đúng không? Làm con SH thôi anh em. Thì trước khi chơi thì tôi muốn chia sẻ cho anh em một chút này. Thì con cổng game tôi đang chơi là con 68 game bài anh em nhé. Con cổng này thì chơi là cực kỳ đi anh em này. Con game này thì khá là nhiều cổng vào anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn lựa chọn con cổng game này vào. Thì đầu tiên anh em này, nhìn thấy con giao diện khá đẹp đúng không anh em? Khá là đẹp này. Với bắt cầu kèo thì cũng khá là dễ đấy anh em. Bắt cầu kèo khá là dễ. Và chơi thì cực kỳ xanh chín. Và đó là điều quan trọng nhất. Được chưa ạ? Thôi thì anh em mình vào chiến thôi anh em nhỉ. Vào chiến thôi. Hôm nay tài chính 65 củ anh em ơi. Làm khoảng 7 xích thôi anh em ạ. Làm tầm 5, 50 củ thôi anh em. Thì trước khi anh em đánh ấy, thì tôi muốn nói qua một chút. Thì em đánh thì em sẽ xét cho tôi, dò cho tôi trước 6 tay cho tôi anh em nhé. 4 tay, đây là dò 4 tay anh em ạ, dò 4 tay. Một tay này, hai tay này, ba tay này, bốn tay này. Được chưa nào? Và tôi đã chuẩn bị trước cho anh em một cái bảng Excel đây để những anh em nào mới chơi và cũng chơi rồi, cũng có kinh nghiệm rồi đúng không nào, thì vẫn chưa biết được đến cái công thức này. Thì anh em sẽ ở đây xem và tìm hiểu được chưa nào? Thì em dò lại 4 tay cho tôi đúng không nào? Đây, rồi lại bốn tay nhá. Đây là bước đầu tiên này, đến bước thứ hai của tôi này thì là lấy tổng 3 sinh phẩm cho tôi là con 4 cộng với số phiên là bằng tổng em nhá. Hôm nay em mới bắt cầu thuận nghịch này, cầu thuận thì là chẵn ra tài, lẻ ra xỉu, cầu nghịch thì chẵn xỉu, lẻ tài. Được chưa nào? Con này là 7 anh em ơi, con này 7 về xỉu, con này cầu thuận rồi anh em. Tay đầu cầu thuận rồi. Tay thứ hai con này lẻ tiếp này, lẻ về xỉu thuận tiếp anh em. Con này chẵn này, chẵn về tài cầu thuận tiếp này, ui cầu bệt à. Ba tay về cầu thuận rồi. Con này là 17 anh em, 17. Con này 17 này, 17 về gì đây? 17 về gì đây anh em? Con này 17 về xỉu, con này vẫn cầu thuận anh em ạ. 17 về xỉu vẫn cầu thuận anh em. Con này khả năng cao về xỉu à, về cầu ấy tiếp anh nhỉ. Về cầu thuận tiếp con này đánh tài là hợp lý này. Chưa kịp theo anh em ơi. Ui dồi ôi, ăn luôn tay đầu này, ăn luôn tay đầu. Mình ấn 5 lít chưa kịp đánh anh em nhé. Chưa kịp đánh luôn. Cộng 2k8. Chết cười anh em ạ. Cộng 2k8 tay đầu cộng 2k8 này, anh em nhìn này. Cộng 2.800 ảo thực sự luôn. Đúng không? Mình đánh 1.500.000 cơ nhưng mình không để ý, nó mới vào mình đánh nó vào không ấn nó đánh 1.000 anh em ạ. Ảo thực sự tay đầu ăn anh em ơi. Tay đầu mình đánh cầu thuận nha, đang đi cầu bệt anh em. Cầu này mình chỉ tay thứ 6 này thì hơi khó một chút này. Nó đang đi tầm 5 tay thì tay thứ 6 này anh em có thể vào tay nhẹ một tay cầu bệt đấy em nhé, vào nhẹ một tay thuận nữa anh em ạ. Con này đánh xỉu anh em ơi, con này đánh xỉu này, vào 2m anh em, vào 2m được chưa nào. Thì con cầu này có thể bẻ bất cứ lúc nào anh em ạ, tầm đến tầm cỡ 6 tay thì bẻ bất cứ lúc nào. Ok vẫn ăn anh em ơi, vẫn ăn hai tay, ăn hai tay này anh em, vẫn ăn, vẫn cầu thuận. Thì tay sau này tỷ lệ bẻ là cao nha anh em ơi. Tay này mà chưa bẻ thì tỷ lệ tay sau bẻ là cao nhá. Được chưa nào? Bẻ là khá cao luôn anh em. Bẻ là khá cao này. Con anh em sẽ đánh cho tôi cầu nghịch này. Đúng không? Con này cầu nghịch này. Con này cầu nghịch là hợp lý anh em ạ. Vào nhẹ một chút nữa. Đúng chưa anh em? Con này đánh xỉu anh em ơi. Con này về 2m anh em ơi. Con này chẵn mà. Chẵn nghịch thì anh em mình phải đánh xỉu đúng không nào? 6 tay con này đi cầu bê, con này bẻ cầu tỷ lệ cao anh em ơi, tỷ lệ cao. Bẻ cầu rồi. U rồi anh em ơi, vẫn đi cầu bệt. Vẫn đi cầu bệt anh em, tay này toang này. Vẫn đi cầu bệt, quá ảo luôn anh em. Quá ảo luôn chứ không phải ảo anh em ạ. 7 tay anh em ơi. 7 tay. À tay này toang chứ sorry anh em, lại ghi ăn vào đây. Anh em hiểu nhầm chết đúng không ạ? Đây này toang. Được không nào?
Tại anh em sẽ đánh cho tôi cộng nghịch anh em nhá. Chắc chắn về cộng nghịch phát này này. Chắc chắn về cộng nghịch phát này anh em ơi. Với kinh nghiệm của tôi thì không thể lệch được. Quả đánh tài cho tôi. Quả sẽ gì to một chút anh em. Quả này tôi là khá là kết quả theo 4M anh em. Theo 4M. Được chưa nào? Mở bát ra nào anh em ơi. Mở cái bát ra xem nào. Quả này bẻ cầu thôi anh em. Không bẻ cầu mới là lạ anh em ạ. Không bẻ cầu mới là lạ. Ui dồi ôi, vẫn đi cầu thuận. Tôi chưa gặp quả cầu này anh em ơi. Quả ăn quá dài thế này luôn. Chưa gặp quả nào thế này anh em nhá. Rất ít khi gặp đúng không ạ. Tôi chưa đánh gặp quả cầu bệt nào đi dài như thế này này anh em. Chưa đánh quả nào đi cầu bệt thế này anh em ơi. Quả này sẽ đánh tiếp một tay anh em ơi. Quả này tiếp cầu thuận cho tôi, cho nó máu anh em. Quả này tiếp cầu thuận cho tôi. Tiếp cầu thuận cho tôi anh em. Được chưa ạ? Đây tiếp cầu thuận anh em. Được chưa nào? Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đúng không? Đi tiếp cầu thuận một tay nữa đúng không? Nào. Mở bát anh em. Mở bát được chưa ạ? Quả này theo mới là chí mạng anh em ơi. Quả này theo mới là chí mạng anh em ạ. Thực sự với anh em luôn. Quả này theo mới là chí mạng. Quả đánh về chín tay bệt anh em ơi. Chín cầu, quả này cầu bệt, chín tay thuận. Ôi dồi ôi. Quá ảo luôn anh em. Quả này mãn nhãn luôn anh em nhỉ. Đây, hai tay ba tay ăn rồi anh em nhé. Ba tay ăn rồi anh em. Quả này không, quả này bẻ cầu rồi anh em ạ. Quả này khả năng bẻ cầu rồi. Bẻ cầu rồi anh em. Quả này đánh xỉu rồi anh em ơi. Quả này bẻ cầu rồi. Quả này về cầu nghịch rồi anh em ơi. Không theo cầu thuận được nữa anh em ạ. Khá khó về cầu thuận lắm. 10 tay rồi. Đúng không? Quả theo 3M anh em. Quả này về cầu nghịch rồi anh em ạ. Tôi đoán về cầu nghịch nhá. Mà trên ở đây nó đã ghi rõ rồi đúng không? Sẽ về cầu nghịch. Vẫn về cầu thuận anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Đéo hiểu kiểu gì đây này. Đéo hiểu kiểu gì đâu anh em. Mười tay anh em ơi. Lịch sử luôn. Lịch sử luôn anh em. Lịch sử anh em nhá. Quả này là lịch sử luôn chứ không phải không đơn giản. Quả 11 bẻ chắc anh em ơi. Con này sẽ đánh tài cho tôi này. Đừng quên, con này sẽ đánh xỉu tôi. Quả cầu người cho tôi. Quả theo 5M anh em. Được chưa nào. Quả này bẻ chặt luôn anh em ơi. Bẻ chặt. Chưa bao giờ nhá, lịch sử của tôi từ lúc tôi biết chơi, tôi chưa gặp con cầu nào đi hơn 10 tay anh em nhé. Chưa con nào hơn 10 tay cầu bệt, được chưa ạ? Tôi nói luôn cho anh em, do dễ hiểu, được chưa nào? Anh em hiểu vấn đề ngay đúng không ạ? Tôi bảo tôi chưa gặp trường hợp nào qua 10 tay từ lúc tôi biết chơi con game này anh em nhé. Đấy, tôi phải nói thẳng luôn cho anh em một câu, được chưa ạ? Con em sẽ đánh cho tôi cầu thuận tiếp này anh em. Đánh cầu thuận này. Con này khéo lại về cầu 1 anh em. Đi cầu bệt xong khéo lại về cầu 1-1 anh em nhé. Nghi lắm anh em ạ. Nghi lắm. Sách giáo khoa đã ghi rồi anh em ạ. Sách giáo khoa nó đã ghi rồi. Thường thường nó đi cầu bệt xong nó sẽ đi cầu 1-1 anh em ạ. Đó là sách giáo khoa. Nói thế chứ còn tôi là tôi nghĩ cũng vậy anh em nhé. Đúng không nào? Được chưa? Nó lại trở về cầu 1-1 anh em ạ. Nó lại khám kiểu thế cơ. Đúng không? Nó lại khám kiểu vậy cơ anh em. Em quả này sẽ vào một tay nữa anh em nhá. Sẽ vào một tay nữa này. Làm 4 củ rồi anh em nhỉ. Sẽ vào một tay nhẹ nhàng nữa này. Sẽ vào một tay đơn giản nhẹ nhàng anh em. Con này 19 anh em. Con này sẽ theo cầu nghịch tiếp anh em ơi. Con này sẽ theo cầu nghịch tôi. Đang đi cầu 1-1 mà, mình cứ đánh theo cầu 1-1 đi. Tôi vừa bảo đúng không, sách giáo khoa nó chỉ thế rồi. Vừa cầu, đây 1-1 rồi, tính được con 10 đây anh em. Đang đi cầu 10 phát về cầu 1-1 ngay anh em. Sách giáo khoa nó ghi rồi anh em ơi. Cứ thế là áp dụng thôi. Được chưa ạ? Đấy,
Anh em hiểu cái quyển sách của tôi chưa? Anh nói cho anh em chưa? Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa ạ? Cầu nghịch, được chưa anh em? Anh em cứ quả tay giả cho tôi, đánh là về cầu một anh em nhé. Tôi thì đủ KPI anh em nhỉ? Thôi, không đánh nữa anh em nhé, không vào nữa. Đánh nữa thì tí lại theo đúng không? Anh em mình chơi, người chơi mình phải biết điểm dừng anh em ạ, đúng không? Mình chơi mình phải biết điểm dừng thôi. Xong đánh mấy tay rồi, là 2 tay, 4 tay này, 6 tay này, 8 tay, 9 tay anh em ạ, đánh 9 tay. Thì mình đếm xem ăn bao tay rồi. 4 tay này, 5 tay, 6 tay anh em ạ. Ăn 6 tay, toang 3 tay thì em tỷ lệ tôi đã nói từ đầu rồi anh em đúng không? Tỷ lệ và tôi chia sẻ cho anh em thì tỷ lệ ăn khoảng 70% thôi. Cao thì đến 80%. Được chưa ạ? Anh em nào mà chưa hiểu ấy, thì anh em có thể chụp lại màn hình em nhé. Có thể chụp lại màn hình con này này. Hoặc là ghi ra giấy thì anh em làm cách nào anh em dễ nhớ là được, anh em áp dụng thế thôi. Đúng không? Anh em nào mà thấy hay thì anh em có cho tôi một like, một chia sẻ. Anh em nào mà chưa hiểu vấn đề gì ấy, còn đang thắc mắc chỗ nào thì anh em có thể comment xuống cái đường link bên dưới. Ok, bây giờ thì bye bye anh em nhé. Hẹn tất cả anh em vào một cái video sau.